Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Buổi sáng hôm nay các anh em lại tiếp tục có mặt tại nhà của Anu để giúp Anu tiếp tục đào cái nền nhà ấy các bạn. Buổi sáng hôm nay thì em có chuẩn bị thức ăn lên và mang cái ống nối cái chỗ đoạn nối ống nước không nõ. Và sáng nay có mua ít thức ăn, thấy Anu bảo là 20 người đến hộ. Thì chắc anh em ở bên làng bên chống tàu nữa có đến. Và tối qua thì Anu có gọi điện bảo nhờ anh em là giúp mua thêm cả chút thức ăn cho buổi tối. Vì Anu hiện tại là cũng chưa đi làm được. Với lại anh trai Anu đi làm thì đang trong thời gian thực tập, chưa có lương nữa, không gửi về để hỗ trợ cho Anu về cái phần thức ăn được. Nên hôm nay anh em có mua thêm luôn. Ok, bây giờ bắt đầu đi xuống dưới xem anh em đào đến đâu rồi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Ăn cơm. Nay thì hai phu nhân thì cho nghỉ ở nhà thôi. Vì ở nhà còn trẻ con nữa. Chắc là 2-3 hôm nữa lại cho lên trải nghiệm cùng anh em. Giờ tiện đường đi xuống thì nhân tiện em lắp luôn cái ống nối vào chỗ nối giữa hai ống này. Vì hôm nọ mua đồ vội quá nên quên mất không mua cái cút nối. Quấn bằng cái cao su này thì cũng được thôi, nhưng mà sau này nó sẽ mục ra, không chắc bằng được bằng cái ống nối của nó. Và sở trường em cũng có thể lắp được luôn cả những ống nước nhé, cả điện nước luôn. Đây, mỗi một đầu nối nó có hai cái hãm và một con gioăng. Lắp đúng quy trình của nó là không bao giờ dò được nước luôn. Đấy, Quyền có thấy đẹp hơn cuốn cao su không? Quá đẹp. Ok đấy. Chắc là cái phần ống nước này hôm nào để ăn ủ rảnh rảnh thì phải nó ăn ủ trôn xuống dưới đất thôi, không để nổi như này đâu. Hôm đấy, hôm nay mấy hôm trước thì làm tạm thôi. Còn trôn xuống được dưới đất thì nó vẫn bền lâu hơn. À, xin chào mọi người nhá. Vâng, chào anh nhá. Chào anh em. Hôm nay đông thanh niên xinh trai xinh gái thế. Con gái xinh à. Đông đủ quá. Toàn trai xinh gái đẹp. Đấy. À đây, cái máy ủi bằng cơm đây. Hôm qua nói đến bây giờ có rồi. A xèn. A phần. A gì nhỉ? A trên kia là A gì nhỉ? A châu. A châu à? Nhiêu. A nhiêu á? A cho. A cho á? Tên rất là hay, ý nghĩa đấy. Cho đi rất nhiều nhỉ? Đi cho cháu á. Thử xem nhỉ? Đấy là để A Quyền kéo mới hợp. Lớp hai người bên kia nhá. Nào. Cẩn thận đứt dây nhá. Máy này công suất mấy nghìn oát quá. Ây à, cái này giảm cân là ai đây cơ mà. Cái này hay đấy. Được. Hôm nay dành phần cho anh hết. Mấy em cho từ mình nhờ ra xem mà. Nào, vào đi. Vào đi. Thôi.
Giảm béo lên. Giảm béo à? Thảo nào người Mông. Kiểm tra có đứt dây được không đây? Chắc là chưa đâu anh. Hả? Không, anh Quyền bảo kiểm tra có đứt dây không. Ừ, chưa đứt. Sợ anh Tiền kéo khỏe quá đứt thế. Là một lúc nữa thì chị đi nấu cơm nhá. Thời gian ở kia kìa. Ôi mó nhá. Ôi mó tôi xéo. Buổi sáng nay hai anh em lên đến đây hơn 9 giờ rồi. Thì thấy các anh em ở đây cũng đào được khá khá nhiều ấy. Vừa nãy anh em trên đường lên thì gặp Anu đi xuống mua một ít đồ các bạn. Ở dưới Phúc Sơn đây này, chắc tí lên sau. Thì gạo ở đây là có A Hành. Kéo về đều nhau chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Anh quay lưng lại. Kéo anh kéo này cũng được. Thì sợ ngã ngửa ra làm sao ấy. 1, 2, 3. Buổi chiều hôm qua với buổi sáng hôm nay các bạn thấy thay đổi nhiều không? Phải nói là đội quân này đào rất là nhanh đấy. Cái này chắc cũng phải được 2-3 chục khối đất rồi ấy. Thì bên này có ba em gái xinh xinh, không biết có ai là người yêu của Anu không nhỉ? Bên đấy là em gái đó. Thế hôm qua Anu giới thiệu bảo có người yêu rồi. Em gái á? Em gái xa được quá. áo bệnh viện như là em gái thường con chú kể đứa kia, đứa cuối cùng là em của con của chị gái của bố, là cũng là em gái. Còn cái em áo đỏ này, áo kể này là bạn gái của Azua. Đâu Azua đâu? À, cho cũng gặp đi làm cầu suốt đấy chứ nhỉ? Thấy đi liên tục ấy. Chắc hôm nay được thay phiên quá. Hôm nay em bố đi nhỉ? À, hôm nay bố đi à? Thế lại phải sang đây giúp Anu rồi nhỉ? Thế hai chị đẩy thế em lao một cây cả, lao một cây. Nào, khỏe lên. À, anh phải làm một cái tay vặn cái kìa, vặn ga lên cơ. Không, cái này phải dùng roi thôi. Cái này không đi dùng roi thôi. Ui giời. Hôm nay có bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 5. Vẫn bằng người hôm qua nhỉ? Đánh dấu à? Đây, phía bên này thì A Tuyến, bác tài của mấy anh em này đang xuống. Phi xe máy từ trên xuống luôn đấy. Đâu nhỉ? Lạc đường à bác? Hả? Lạc đường à? Dưới đây có chỗ quay đầu không? Có chứ anh. Cứ để xe này tí quay được cơ mà. Quay xuống dưới kia. Xuống kia xong rồi quay xe lên trên này nữa. À thôi kiện chiều quay. Ở đây quay được không anh? Được. Nhưng mà để đấy chiều nó ấy thôi. Chiều nó khô hả à, lê. Đường này căng nhỉ. Cho lừa lê bên lo cho. Cầm theo cái gì đây anh? Quần mà. Cái này nước uống à hay nước ấy đi. Chào anh em nhá. Chào các bạn nhá. Chào anh. Hôm nay mình lên bị muộn tí các bác ạ. Sửa xe. Nó mất khoảng hôm qua một ngày rồi cả anh Ninh. Hôm qua sửa cái nắp tắc tê nó bị nứt. Thì sáng nay mình còn một phần nó là xong hẳn được anh. Gác đầu bu với lại sục lại cái bình dầu, rửa lại. Chắc là cái máy này từ cái lúc bọn mua, họ mua rồi. Không. Thế tối qua có sục bình gì không đấy? Nào, chào tôi, hai chị xinh gái ơi. Cháu phát ra kia luôn nhá. Từ. 1, 2, 3. Hahaha.
Trương ơi, Trương ơi. Tại mẹ này à? Ta. Cái gì đấy? Em nói là anh quyền khỏe quá. Cái này cũng bỏ được gì. Anh phải lấy cái dài dài gì cơ. Cái dài gì? Mới hợp. À, té em đuổi này nhá. Đào như kiểu bà già giá trâu trong cái nền nhà. Cẩn thận chọc vào chân nhá. Ừ. À, Quyền tối qua về phu nhân chăm sóc tốt nên hôm nay phấn khởi lắm. Để làm việc với hai chị gái. À. Trời. Hay ăn, hay ăn, hay ăn. Phía bên này là bác Tài chuyên nghiệp A Tiến. Chuyên chọc đất với chọc đá. Một phát cả tạ. Nói chung là biết làm gì thì làm đấy thôi. Mình đâu. Sức khỏe mình làm được thì sao biết ăn, mình cần sao biết ăn. Không biết làm gì, đào đất luôn. Hôm nay mặc cực quần đùi lại nuôi muỗi nhá. Không có quần dài cái rồi mà. Đường bẩn quá. Đây giới thiệu với các bạn đây. Đây là theo A Quỳnh thì gọi là cái bàn trà. Nhưng mà mình thì gọi cái này là cái bàn trang siêu to khổng lồ. Của bà con vùng cao. Đẩy cái đất ra phía bên này đấy các bạn. Ở dưới mình thì hay dùng cái xe rùa. Nhưng mà trên này thì không có. Nhưng mà xe rùa lại mất công xúc lên cơ. Chính ra kéo cái này lại nhanh hơn. Xe rùa thì lại phải đi học bằng nữa nên chị em. Cái này mình chỉ dùng cần cái này vừa nhanh vừa rèn luyện sức khỏe. Nên mình chỉ cần cho vào mình gạp đi thôi. Xe rùa mình lại phải xúc lên. Mất mất thời gian cái công đoạn xúc lên xe các bạn. Gọi là máy xúc lên. Xúc lật cái móc ạ. Đúng rồi. Cái này là máy máy ủi chạy bằng cơm. Động cơ bằng cơm và nước. Chiều nay em đục cái dây ấy, cho nó thấp xuống mặt đất đi. Đã hành OP rồi. Kéo nó có lực hơn. Thế thì. Giờ có phép cùng với ta rồi. Cây phải lao đầu đi nhá, bạt răng buồn đâu. Em áo xanh này tên A gì đấy? A Giàng anh ạ. A Giàng. Cũng người ở trong làng này chứ? Không ạ. Em ở dưới bản cài. Dưới bản cài á? Thế chắc là bạn của Anu à? Vâng. À. Bản cai người Thái chứ nhỉ? Không, người Mông. Dưới tà chơi. À. Đây đang là. Cái đường mình lên dưới dốc của mình lên tà chơi. Thì A Hành bố trí cho hai chị đi nấu cơm nhá. Vâng. Thì có. Đấy. Vào ống đồng xong à. Ngồi ở đây là khóc. Ây da, trưởng lấy cái này về. Có cái than đập cho cái này ngọn đi. Như bút chì ấy nghe. Mới ăn được đá. Lần sau bác Tuyến đi đào đất mặc quần ống rộng ra thêm tí nữa nhá. À. Cho thoáng. Đào này nóng lắm các bác ạ. Nói chung là trời nắng này nữa thì mặc đùi thôi. Không giống như đào ao đâu nhỉ. Ừ. Nhiều đá quá. Nhìn đá này xốp xốp thôi. Không thấy. Ừ. Chỉ sợ ở trong nó có gặp vỉa thôi. Vâng. Không ăn đá thối thì chậm một tí nhưng mà nó chắc lên đấy. Bảo cho hai chị nấu cơm xong rồi để một nửa để tối nhá. À. Bây giờ trưa rồi các bác ơi. 10 giờ rồi. Giờ em cho thức ăn xuống đây hai chị em này. Nấu cơm. Hai chị sinh gái đi lấy củi à? Lên đây em nhờ tí á. Lên đây. Em không làm gì đâu. Lên đây hai chị ơi. Em chỉ cái số thức ăn này cái. Một cái thôi nha, đừng nhiều cái nhá. Một chị lên cũng được.
hai chị lên thì ở đây củi thì không thiếu rồi nhỉ? Không thiếu nhưng mà không có ai đi lấy về. Đây ở trong này có rau nhá, có hai con gà, bốn con cá. Buổi chiều nay thì làm hai con cá một con gà, buổi tối làm một con gà hai con cá. Nhớ được không? Nhớ được rồi. Sao đây là như thế nào? Cá là như thế nào, gà là như thế nào? À, cá thì có mua chai dầu lên rán rồi. Rán đấy, được, nướng được. Bốn con cá thì rán hai con, tối để hai con. Gà cũng thế. Đấy, thế thôi. Gà thì có chặt ra xào, xào với sả với gừng. Có trong bao hết. Có cả ớt nữa. Có lành luôn. Rau thì cũng là một nửa. Rau luộc cũng được. Nha 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 nha. Chị là A gì đấy? À quên, Thị gì đấy? Thị Dua. Thị Dua. Là có một món là thế thì dễ nhớ rồi. À, sáng nay Hành mang thêm ván xuống đây được quá. Vâng. Hôm qua ngồi cũng hơi chật. Thế tối qua ngủ lại đây hay là về với vợ đây? Tối qua em cũng ngủ trên bàn này thôi mà. À, thế hai đêm rồi bỏ vợ ngủ một mình đấy. Vâng. Không lo à? Không. Thế bên này à, hai chị lấy củi về nấu cơm này. Thế khó. Hôm nay cứ nấu tạm này nhá. Thì hôm qua về bận quá nên chiều nay về mà còn sớm thì em sẽ hàn cho, tặng cho A Nù một cái kiềng dài luôn. Có nhà cụ, cụ nhà có. Cụ nhà có. Cái câu này anh hát là anh yêu em, anh đốt cháy em. Cụ nhà là đốt cháy rồi đấy. Ba em gái còn đi học chứ? Sẹc. À. Không. Nghỉ học hết rồi à? Có hai đứa này. À. Đang học cấp 2 à? Học như em thôi. Ra thôi. À. Thế em nào người yêu của Xanh đây? Không, không có. Thế thì bây giờ có đi. Nhỉ. Tình gái ơi. Nha, hôm nào có xuống anh làm việc không? Hả? Để hôm nào đấy. Ờ, để hôm nào anh làm nhà cho Nù này, ở nhà thì anh dẫn xuống nhá. Tuyến ạ, chắc hôm qua hai bác Quyền với chị nhà lại tòi thêm một đứa nữa rồi, hôm nay phấn khởi lắm. Tâm sự à? Từ sáng rồi. Toàn hát mông thôi. Cứ thấy hát mông thủng tỉm thôi. Đang học với em A gì này mà. Nụ sang rồi. Em nghi lắm, hôm qua cho chị nhà lên bản mông nên kiểu thoáng thoáng ấy. Ừ. Thì chắc lại tòi thêm A Quyền con rồi. Đấy, chơi vào vỉa đá nữa rồi, chào cạo em ơi. Hôm nay ba anh em lên được cái đi theo hai bác toàn người to nên mình không phải động tay. Hôm nay nhàn hơn tí. Cứ để các bác có hoạt động cho giảm mỡ. Thể dục mà. Từ đây vào toàn đá rồi. Quay đầu anh đi, quay cái đầu rồi. Toàn đá to xong rồi. Đây đã, để anh giúp. Từ từ. Thanh niên ở đây buổi tối có hay rủ nhau xuống Nghĩa Lộ chơi không? Không. À. Kia bị Nghĩa Lộ không ra chơi được đâu anh ạ. Sao không ra được? Toàn bị cấm. Rồi không có nữa đâu. Ra bên đấy căn đồ chơi gà mà anh Thái, anh Thái đấm. Đấy, A Sành cuốc khỏe phết đây.
này có cuốc chim ấy, nhanh ấy. Hôm qua không thấy cuốc khỏe một ngày đấy nhá, hôm nay thấy ở cạnh mấy bạn gái thì cuốc khỏe lắm. Mang xe sang đây làm chụp xe nữa mà. Vâng. Mang cái bàn là sang đây ủi chỗ này. Bằng bảng đấy. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Bàn là. Ừ. Cái bàn là. Là bằng hơi. Máy ủi chạy bằng hơi, chạy bằng nước và cơm. Bằng chân. Chạy bằng cơm và nước. Cái gọi là cô mà sinh chống chơ. Bây giờ trở lại xuống giữa này xem hai chị gái nấu cơm ạ. Trời ơi, mặt đấy. Các bạn à? Hai con à? Hai con, một con để tối mà. Một con để tối mà. Đây, phía bên này hai chị gái đang làm món thịt gà rang này. Ở nồi bên này là cá đấy à chị? Rồi, cá kho. Chị là người ở chống tàu này chứ nhỉ? Không, là người ở chống chơi thôi. À, ừ đúng rồi. Chống chơi nhưng mà lấy chồng ở đâu ạ? À? Lấy chồng ở chống chơi thôi. Lấy chồng trong bản luôn. Vâng. Phía bên này hai chị lấy được măng nứa hay sao đúng không? Vâng. Măng nứa luộc này ngon. Mùa này còn có nhiều không chị? Có đấy. Mùa này đang có đấy. Nào bảo hai phu nhân lên thì bảo của A Quyên nữa. Đi trải nghiệm một lần hái măng ở trên trống trơ. Cá trưa rồi cá hết chỗ đấy nghỉ thôi. Có tài nhỉ? Cho bà con nghỉ thôi. Ai đang bị? Nó tua. Gọi cho tôi à? Đấy bỏ đi. Tôi lắm thì ai gọi. Nghỉ ăn cơm đã, chưa làm tiếp. Xong chưa? Chuẩn bị ăn cơm thôi nhỉ? Vâng, xong rồi đấy. Anh em ngồi đi. Thế nào ngồi xuống đi. Đây anh ngồi về đây. Nói là hai người đẹp hôm nay nấu ăn rất là ngon đấy. Sang ơi, ngồi sang bên này để mấy em ngồi đây dẫn luôn. Sang bên này một phần đi. Mới tội không làm được món rau rồi. Thôi là con ngồi thật mày ăn rau thế nào. Rau nước trên bản dẫn xuống lại hết. Bây giờ hai má chỗ xuống nha. Không có nước rửa rau. Rồi có canh gà đi. Rất là mò. Thôi mọi người ngồi vào đi, cơm đi, nằm máu đi. Chào mọi người, muộn rồi các bác ạ. Bây giờ là anh em mình cùng với lại mọi người ăn cơm thôi. Chiều nay thì mọi người sẽ tiếp tục công việc. Bây giờ phải nạp cơm với nước đã. Để nhiều có sức mà chạy những cái máy xúc với máy ủi này. Em ơi, lau lau cái này đi rồi. Vâng, qua buổi lao động cũng khá là vất vả, anh em đi chòm xóm giúp đỡ, đây là ai gì nhỉ? À, giúp đỡ Anu. Thì cũng như các bác quan sát trên video ấy, thì nắng nôi cũng khá là mệt đấy, nhưng mà cũng đem hết cái lòng nhiệt tình để giúp đỡ cho em ấy, để có cái nền nhà, chuẩn bị cái mặt bằng sau này để cùng dựng nhà đấy. Nhưng mà hôm nay cũng thức ăn thì anh em mua từ dưới cái lên rồi, cũng có đủ rau thịt. Đậu thì là không biết là các cái món gì, em nhìn qua sơ qua là có thịt gà rồi, có măng thì măng gia đình nhặt được, cá nữa, và canh thì cũng lý do là cũng ở trên bản ấy không có nước các bác ạ, cái vòi nước nó bị ở trên hết cái bể nước chứa ở trên đấy rồi, cái bể nguồn ấy thì dân ở trên ấy khóa lại để sử dụng cho sinh hoạt, thì hiện tại nó không chảy về, không nấu canh được nữa, thì anh em cũng hết sức thông cảm nhá. Cùng cố gắng thôi nhé, yeah. Khó khăn khắc phục vậy. Thôi em mời các bác cùng toàn thể anh em bạn bè ăn cơm nhá. Vâng, mời mọi người ăn cơm. Rồi, mấy chị em cơm nhá. Cơm nước mắm ngon hơn. Có nước mắm mà. Vâng, và sau khi ăn cơm xong thì anh em cũng đã ngủ trưa. Giờ là 2 giờ kém 10 rồi. Anh em tiếp tục công việc san nền các bạn ạ. Đào nền. Trời anh em ơi. Trên này là các anh em đã chuẩn bị mài cuốc cào xẻn thuồng lâm trận đấy.
Và buổi sáng mình thì cùng anh em đã đào được cái nền này cũng một số phần trăm rồi. Nói chung là công việc còn rất là dài. Sáng nay mới trải nghiệm được một buổi thôi nhưng mà hai cái bàn tay của em là phồng hết nước kìa. Chiều nay có vẻ là phải đợi lúc nữa để cho nó đỡ rát đã xong phải tiếp tục. Này anh em làm chú ý đấy nhá, đá điếc vào chân này là đau, không có chạm xá ở gần đấy là rất là nguy hiểm đấy. Bên này thì nó đá nó cũng rất là nhiều. Mà hầu như cái nền này là toàn đá luôn các bác ạ. Cái lượng đá nó phân bổ đều ấy. Cái bản sao này lâu bác Tuyến không về quê gì. Anh á, anh vừa về thôi mà. Nó bốc hỏa trong người ấy. Ừ. Lên chọc đây, lấy chọc để luôn. Tiến sâu cửa tay rồi. Đây các bác ạ, đá lên đến trên này cũng phát hiện rất là nhiều đá. Mà với khối lượng là nhiều, với lại những cái viên to là bắt đầu đến rồi đấy. Đây, những viên đá này gần như kiểu lộ thiên rồi. Càng đào vào thì càng nhiều đá các bác ạ. Khó khăn thì còn rất là nhiều. Lực lượng để hơi mỏng nữa. Đây cái viên này nó lộ thiên này, viên to này. Còn hai viên kia nó cũng rất là to. Đây là lộ thiên rồi. Một dải dọc. Đây viên này cũng to này. Đấy những cái viên đá như thế là nói chung là nó rất là to. Với sức người làm thì có bằng này người thì lực lượng hơi mỏng, có thể là cái thời gian làm cái nền nhà này cũng chắc chắn là phải kéo dài đấy. Làm lên nửa trong Quỳnh buông cái tay ra cây. Cái ấn nhá, chặt cái này rồi cái gì? Cái này mình nhớ cái thời năm 91-92. Cái thời đấy ở dưới quê mình cũng chưa có cái máy ủi su hoặc là su 31 hoặc là các cái Komatsu gì đấy, cái máy cỡ lớn đấy đâu. Thì mình đi theo ông anh mình đào cái nền nhà, ông anh của em đào cái nền nhà. Thì mấy anh em cũng nghịch cái này. Nói chung là nặng lắm. Bây giờ mình lâu lắm mới nhìn thấy nó. Dưới mình gọi là cái bàn trang. Cái bàn là à, Quỳnh không biết nhìn kiểu gì mà sáng nay bảo ra hẳn một cái bàn là bàn là đất. Bàn là đất. Là áp tiền tránh ra không? Là cả áp tiền đi luôn đấy. Cái này ở dưới em ấy nhà nào có trâu bò to ấy thì người ta buộc vào như kiểu cái bừa ấy. Kéo với số lượng đất nó nhanh lắm. Số lượng lớn ấy. Dùng sức kéo của trâu. Rồi. Trên này thì không có trâu bò ngựa lắm ra là gia đình còn khó khăn ấy. Thì anh em giúp thì cũng có kéo bằng sức người này thôi. Đau tay lắm, rát tay. Em thì đây này, phồng hết cả nước lên. Chơi mấy hạt liền vào giữa cái này. Sợ rồi. Anh em dù lực lượng mỏng nhưng mà cũng quyết tâm. Cũng mong muốn là mang cái sức người của mình, mang những cái lòng nhiệt tình và để hoàn thành cho em Nù cái nền nhà các bác ạ. Có lia máy về phía dưới kia nhá, anh Át Tú kia thì đang cùng với bà con đổ cái đường dẫn hay sao ấy, máy rất là vang, không biết là ở đây thì em không nhìn thấy. Về các cái video tập trước thì các bác cũng đã được xem qua cái hình ảnh. Thì có ông chú gì trong họ của Anu đấy cũng đã xem cái hướng nhà rất là chuẩn đấy các bạn. Đây là hướng Tây Bắc các bác nhé. Như các bác ở dưới xuôi là kiêng kỵ nhất góc ao nhì Đao Đình, nhưng mà trên này nó không có. Tầm nhìn view con nhà này rất là đẹp đấy. Lên đúng cái yên ngựa giữa kìa. Tránh cái đỉnh cao kìa, lệch một tí. Đây có đỉnh thứ hai đấy. Nhìn tầm nhìn này thoáng đáng rộng. Hướng Tây Bắc chuẩn đấy. Hướng Tây thì nó đang ở bên trái này rồi.
không chính giữa bắc đâu, hơi lệch tây một chút. Tiếc quá cái cây này nó không vào cái gian giữa nhà thì để lại các bác ạ, nhưng mà nó lại bị vào cái cửa chính, đâm ra là gia đình vẫn phải chặt bỏ thôi. Dù tiếc vẫn phải chặt nhưng mà bây giờ chưa chặt được, để còn lấy bóng dâm để cho anh em làm việc. Em kia thế nào đấy, mệt rồi à? A à, gì nhỉ? A à, gì trông có vẻ oải rồi. Trong qua cả nắng nuôi thế này nữa thì sáng nay thì đến buổi trưa là không có nước uống các bác chứ. Tức vì cái vòi trên kia bị thiếu nước xuống, đâm ra là dân cũng lấy nước để nấu cơm. Mấy anh em được uống nước canh cả buổi. Mặn nữa thì giờ này ai cũng thấy run chân run tay rồi, nhưng mà vẫn với cái tinh thần là vẫn cố gắng để lấy được, làm được cái nền nhà cho em. Một ngày hai thì chắc công trình thì chưa xong được, vẫn phải kéo dài nữa, thì anh em phải hết sức là cố gắng nhá. Thử hát cái bài xuống chợ chứ nào. À cái gì nhỉ? Người vùng cao là thế. Em cũng biết bài đấy. Có cái đoạn gì sơ chỉnh mung hầu chơ đấy. Tức là sáng nay được em mới giải thích là cái đoạn điệp khúc cái sơ chỉnh mung hầu chớ kia là sáng dậy đi uống rượu, nên mình cứ tưởng là xuống chợ uống rượu ngô, không phải đâu. Các bác nhá. Cái này họ lấy cái nhịp điệu thôi, nhưng mà còn ý nghĩa nó hơi sai một tí, đâm ra là em cũng không hiểu ấy. Sai ô. Mùa măng xin xì. Cái tàu. Đứng vào cái góc nhìn của người kéo này rất là nguy hiểm các bác nhé. Đá mà nó to bằng cái ấm cái chén kia nó còn đỡ. Vào đầu gối gì? To bằng cái nồi cơm điện kia nó cho vào đầu gối là cực kỳ nguy hiểm luôn. Kiểu khi kéo là con người mình người kéo là không quay mặt vào lại cái bàn trang. Đây các bác ạ, cái cây này không chặt cũng để gần nhà cũng rất là nguy hiểm. Đây em vừa xuống dưới kia là cầm ngay vào cái đoạn chặt của nó, bây giờ cái lông nó chọc. Lông cây. Cái này nôm na theo mình hiểu là cái sợi thớ của nó ấy, nhưng mà ở ngoài vỏ nhá. Nó như dạng một cái sợi bông thủy tinh ấy, nó giòn lắm. Bây giờ khều từng tí một ấy. Giỏ lắm nha. Ui. Sao em gái có cái áo hay thế? Học hết mình ngủ nhiệt tình à? Hay nhờ. Năm nay học lớp mấy rồi cháu? Lớp 10 nhá. Ô, thế lại sắp lấy chồng được rồi nhè. Ở trên này lớp 10, lớp 11 lấy chồng xong rồi đi học tiếp. Nhiều trường hợp thế lắm đấy. Úi rồi, khớp 3 mã lực vào. Thơ A Pình. Cố gắng sẽ thắng, đúng rồi, cái áo đấy rất là ý nghĩa nhỉ. Cái gì phải cố gắng thì mới thắng được chứ. Đấy, các bác ạ, những cái ben ra toàn đá thế này thì đẹp ở chân thì đau lắm. Mã lực hệ su 31 này. Chạy bằng hơi nước và cơm. Bảo các chị lấy cái cào về cào cái rễ cây cho nó đứt đi em ạ, không có tí dẫm trượt phát ngã xuống là nguy hiểm lắm. Em cầm cái xà beng. Thầy giá chơi kiểu bến Thượng Hải à? Lóng quăng lóng lao bắn đi tháo tháo đi à? Cái bà này lâu lắm rồi đấy nhỉ. Vâng.
Công nhận bọn em ở trên này khỏe nhỉ, kéo cả ngày này. Mà không phải là một ngày đâu, kéo nhiều ngày chứ. Ôi, đã lăn vào chân đi thì phải để ý đấy các em nhá. Mặn nước xuống à? Anu này đi đâu vậy em? Em à, để đi lấy nước uống nhỉ. Giảm đi một mã lực là không ra được ngay. Túm vào, túm đông người vào. Đây là trời quá nắng các bạn ạ. Nói là cái ở đây nó vướng vào cái cây này thì còn đỡ tí, ngon là ui rồi. Mặt trời chói, đất tàng nữa. Đây sau đây cũng anh em cũng ở lại để làm đất tiếp. Còn A Quỳnh với A Quỳnh lên chỗ nhà em gì, em Thu để cập nhật cái tình hình ở trên đó đây. Còn em cùng với bà con ở dưới này các bác ạ. Thì cũng qua cái video này các bác biết là cái tinh thần làm việc của anh em ở trên này cũng rất là chịu khó và cố gắng để hoàn thành nốt cái công việc ở hoàn thiện cái nền nhà cho em Nù này. Đây còn mỗi ông chủ lái máy kia là A Hành còn ở lại với lại mấy anh em với lại em ở lại thôi. Còn hai đồng chí thì chắc tí nữa lên trên đấy. Thì qua video này thì cũng cập nhật cho các bác biết cái tình hình nền nhà của em ấy thôi. Còn công việc thì vẫn được tiếp tục hàng ngày các bác. Đấy, mấy anh em làm nhá, anh lên trên kia tí. Và có lẽ video của ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Xin chào. Xin chào bà con cái nào. Xin chào. Đây.